Chào các bạn, tôi đi chợ mới về các bạn này. Cũng không biết mua gì nó đi lòng vòng. À, tôi thấy tôm khô ngon quá, cái tôi mua được hai lạng tôm khô thơm ngon lắm. Tôm này cái chị này ở Cà Mau quán đó, thơm ngon lắm. Hai lạng tôm khô để chút nữa làm chả. Còn đây tôi cũng có tôm tươi, tôm này cũng to ghê vậy, ăn chút mình lột vỏ đó. Đó, cái này có 100.000 ký à. Cái này tôi mua nửa ký. Đó. Chút tôm này vừa ngợp à. Chút tôi lột vỏ cái làm chả chân á, phải có tôm này rồi tôm khô nữa. Rồi ngoài ra thì tôi cũng mua thịt. Thịt nạc xay với mỡ đâu này kia, thịt nạc thịt này thịt gì đó không biết nữa, tôi mua miếng xong rồi tôi đưa họ rửa nước sạch xong họ xay ra cho tôi chứ không phải là tôi mua loại xay sẵn. Ha. Rồi ở đây tôi thấy mít ngon quá, tôi cũng mua được mấy miếng mít. Cũng không biết làm gì ăn nữa, mít luộc á. Mít này mình có thịt luộc, tôm luộc đồ, mình chấm nước mắm với rau thơm đồ ngon lắm. Hay là mình kho nước tương á, ăn chay đó cũng ngon. Nói chung là mít là ngon. Ở đây thì tôi cũng có mua thêm trứng đó, mua chục trứng vịt. Cái 5 trứng này. Cái trứng vịt này đó ăn chút nữa mình lấy ra 5-6 hột vậy đó mình làm chả chân hột vịt đó. Với ngoài ra ở đây tôi cũng có ăn bó mồng tơi. Mồng tơi chút mình lạc sạch rồi mình nấu canh với tôm này cũng ngon ha. Tổng này cũng không có ăn canh mồng tơi quên đi. Vậy giờ tôi đi làm chuyện các bạn ơi, chút chia sẻ với các bạn tiếp ha. Bây giờ để làm món chả chân hột vịt đó các bạn, thì tôi có gồm đó là trong này có thịt heo đã xay ra rồi, xay nhuyễn. Rồi này tôm tươi cũng được tôi bầm nhuyễn rồi, sắc nhỏ ra. Rồi này tôm khô thì mình không cho tôm khô cũng được, nhưng mà tôi muốn cho nó thơm hơn thì tôi cho tôm khô cho nó sẽ thơm hơn. Rồi gồm có hành lá hen. Rồi ở đây thì tôi có một ít nước mắm thôi, tại cái này mình cũng tự tự như làm chả giò vậy đó, ra mình đừng có làm mặn quá. Trong này nước mắm này tôi có tiêu, có bột ngọt hen. Rồi bây giờ tôi chan vô đây. Rồi chan vô đây cái tôi trộn đều. Ướp, mình ướp cho nó thấm vậy nè, khoảng 15-20 phút đó các bạn. Này có tiêu, trong cái nước mắm nó có tiêu, có bột ngọt rồi nha các bạn. Ít nước mắm thôi, tại món này mình làm lần lạc thôi, chút mình có lạc thì mình chấm thêm nước tương mình ăn chứ không có cần làm mặn. Rồi, còn ngoài ra thì ở đây tôi cũng có một cái củ này gọi là củ sắn, hay ở ngoài nào đó thì gọi là củ đậu gì đó. Còn ở Tây tôi miền Nam tôi gọi là củ sắn, với cái củ hành tây. Nấm mèo, bún tàu. Hen, bây giờ bắt đầu xắt bún tàu ra. Cái này mình để đây tới 15-20 phút vậy, còn này mình chỉ xắt một chút vậy thôi. Rồi. Rồi nấm mèo thì mình xắt nhuyễn ra nha các bạn. Nhưng mà chút mình xắt sao đi, để đỡ tốn thời gian của các bạn ha. Hôm nay có con gái tôi đó, cũng tại vì cũng có một số người nói sao không nói thêm tiếng Anh đồ vô đó cho người nước ngoài, có khi người ta có coi thì người ta còn hiểu đó. Thành ra tôi cũng mới thôi sẵn gái tôi bữa nay thứ bảy ở nhà đó, cũng để con gái tôi nói vài lời. Ở đây là củ sắn nè, nấm mèo nè, rồi bún tàu. Cái này là củ hành tây. Hello everyone. Today is my weekend. I think it's a little bit boring if I don't have much thing to do. So I have an idea that I will choose with my mother when he makes the videos. Today she introduced how to tell us how to make a steamed egg with pork and shrimp. The ingredients including as you see the 6 eggs, we have 6 and shrimps, rice shrimps and fast shrimp, shrimp onion or green onions. And so you also have the fish sauce like you have, like she showed you before, with a little bit pepper. We also have
noodle, this kind of noodle. It comes of the a type of noodle with a bit made of rice, look like a pasta, but it's thinner. You can see that it's very thinner and have the white. It have white onions and bean root. This is especially just check the dictionary because I think it's very interesting. In English, it's called wood ear mushroom. Thank you. Con gái tôi Thủy mới vừa nói tiếng Anh đó các bạn. Tại vì có người ta yêu cầu nói vậy đó mà tôi thấy con gái tôi thì ít ở nhà đi làm hoài à. Đó, có bữa nay ở nhà sẵn tiện cũng nói luôn cho nó vui vui vậy thôi các bạn. Cái tập luyện tiếng Anh thôi chứ không phải là chính rồi, xác. Rồi bây giờ cái này á là mình xắt nhuyễn cái này ra. Học tiếng Anh thì cũng nhiều người học lắm nhưng mà nhiều khi nói cũng ngại miệng vậy. Có cái nấm mèo này vô cái nó giòn hơn á, cái chả của mình chưng á. Rồi chắc tôi bỏ cái bao ra quá. Cắt ngời cắt trúng cái bào cái nó cũng khó ăn hết. Khi nào trộn thôi đi. Ờ không, bây giờ đâu có dùng tay nữa đâu, mình chỉ cắt này mình rửa tay sạch là được rồi. Mình rửa tay sạch trước khi mình làm thức ăn là được rồi. Với lại cái này cũng không có trộn thì trộn bằng cái thìa rồi, đâu có dùng tay làm chi. Rồi cái này mình cho vô đây luôn ha các bạn ha. Nấm mèo này cho vô cái mớ thịt hồi nãy mình mới trộn thịt với lại tôm khô, tôm tươi rồi nè, có nước mắm trong này rồi, rồi mình trộn cái đây nè. Giờ củ hành tây cũng sắc ra luôn các bạn ơi. Có củ hành tây vô nó thơm lắm. Mà chắc xài nửa củ thôi quá. Thì tùy theo các bạn làm cái sửng mắm của mình, cái sửng chả của mình á, nó nhiều hay ít mà mình cho ít hay cho nhiều ha. Cái sửng này chắc tôi cho nửa cái củ hành tây là được rồi. Rồi bây giờ mình cho vô đây luôn ha các bạn ha. Có bún tàu thì để một chút mình mới cho vô, còn củ sắn cũng phải sắt ra. Củ sắn cũng phải sắt hạt lựu ra. Sắt hạt lựu xong rồi vắt nước, cho ráo nước. Để một chút nếu mà không có vắt ráo nước, cái củ sắn này nó ra nước dữ lắm. Mà mình không có vắt ráo nước á, thì một chút cái chả của mình chưng nó bị bở, nó không có ngon. Thành ra mình vắt ráo nước một chút. Này giống như khoai mì mài xong cái mình vắt nước vậy đó. Bây giờ tôi đã cho tất cả vô đây rồi đó các bạn. Bây giờ tôi cho vô đây thêm một muỗng mỡ nữa đó các bạn. Ít thôi. Chút mỡ thôi. Để hơi nữa mình nướng cái trứng nó không có bị khô đó các bạn. After she mix on the ingredients in this to make this mixture like this, and she adds a little bit liquid oil to make to the mixtures. Giờ mình nói tiếp đi. Quên. Bây giờ thì mình đập đi, mình đập trứng vào nhưng mà mình chừa lại chồng đỏ chừng hai cái chồng đỏ đi ha. Đập trứng chừa lại hai chồng đỏ đi chút mình tha lên mặt đó. She will add four eggs into this mixture, but she will leave two yolks of eggs to cover the mixture to make it look more beautiful and more delicious. Rồi giờ cái này mình đập vô đây hết luôn, chỉ chừa lại hai cái chồng đỏ thôi. Hai chồng đỏ chừa rồi, giờ cho này vô đây hết. Tổng cộng là 6 quả trứng đó các bạn. Tùy theo, nếu mà các bạn làm cái sửng trứng của nhà bạn nhiều hơn nữa thì ta cho nhiều. Còn cái sửng này tôi cho 6 trứng là vừa rồi.
Có lộn cái trứng gà vô đây. Phải hết trứng rồi. Còn gì làm đó. Nhưng mà trứng nào thì nó ngon hơn nè? Trứng vịt thì nó săn hơn. Nhưng mà này mình lợn có một cái trứng gà vô cũng không có sao. Trứng vịt thì nó săn hơn, nó cứng hơn, làm chả làm trứng vịt nó ngon hơn trứng gà. Trứng gà nó mềm, nó bở hơn. Bây giờ ta hòa đều lại. She just said that we can use eggs of the duck or you can use eggs of the chickens, but eggs of the ducks is much better than because it's more delicious and give our mean form. Tao muốn tào vô luôn. She adds rice noodle. This is also called vermicella in English. Giờ ta để cho cái tất cả các hỗn hợp này nè các bạn. Nó thấm đều hết rồi, bắt đầu khoảng để đây khoảng 10 phút đi. Rồi bắt đầu mình để bếp mình chưng ha các bạn ha, chưng. Chưng ở trong nước á, cách thủy đó các bạn. Mình để chưng thẳng xuống cũng được nữa. Khỏi cần cách thủy cũng được, nhưng mà mình tránh á, đừng cho nước bên ngoài cái nồi nó sôi sôi nó tràn vô đây là được rồi. Để 15 phút nữa nè. Giờ để ngâm về, để vậy đi khoảng 10 phút, 15 phút gì đi cũng được. We will leave this mixture for about 10-15 minutes before we steam it. Giờ để chả vô chưng các bạn ơi. Mà chưng á mình để nước gì nè. Ít nước thôi. Tại vì nếu mà mình để nước nhiều quá đó nó sôi mạnh quá nó sẽ tràn vô cái sửng chả nè. Còn nếu mà để cái đầu kê lên hấp á thì nó sẽ bị lâu đi đó. Mà tôi thì muốn làm cho nó ấy một chút. Nhanh với lại nó cũng đỡ không ra. Rồi, giờ tao để vô. Đã để cái mực nước ít thôi để khi mà nó nước sôi nó không có tràn vô cái trứng của mình ha. Nhưng mà để như vậy chứ cũng chừng 5-3 phút mình cũng lợi mình dở ra mình coi nước có tràn vô thì mình phải bút bớt cái nước ra đó các bạn. Lửa này để mạnh nhỏ. Lửa để vừa thôi chứ đừng có để lửa mạnh quá. Lửa để vừa thôi. We going to steam this mixture. You can see the water is not much here, just a little bit. To make sure when it boils, the water won't come in into the mixture, and the fire we don't have we don't keep it strong. We keep it slightly look like this, and we have to check our meal after every 5 minutes to make sure the water not coming to the mixture. Ta đừng có cho cái nước trên cái nắp nó nhiễu vô chả nha các bạn. Đó, mình để lửa ghiêu ghiêu thôi đó. Ha. Đó, vậy cái mình để lửa riu riu chừng khoảng 10 phút đi. Ha. Chứ đừng có để lửa mạnh quá rồi mình ra mình coi chín chưa mình nói cho các bạn nghe nha. Rồi giờ đây lại. Sau 15 phút nó hấp á, giờ trứng cũng sắp chín rồi các bạn ơi. Vậy thì giờ ta bắt đầu ta cho cái chồng đỏ vào ha. Năm phút qua hấp nó cũng sắp chín rồi đó. Giờ ta cho cái chồng đỏ vào ta hấp thêm một chút nữa. Cho nó đẹp hay là để gì cho nó đẹp đó, thường ta chưng mắm ta cũng hay làm vậy đó. Mà nó phải chín thì mình mới đổ lên trên vậy được. Này nó cũng gần chín chứ chưa chín lắm nhưng mà vậy được rồi. Chứ chờ tới chín là cái mình nó làm nó cũng ấy. Giờ được rồi. Để thêm hai cái lòng đỏ trứng vô cái thấy cái sửng chả hấp dẫn thẳng lên ha. Rồi giờ chuẩn bị thì ta gắt lên chút tiêu. Đó, ta gắt lên chút tiêu. Rồi chút mình ăn hành ăn ớt gì đó thì mình bỏ lên trên. Hả, này nó hấp 10 phút
Bây giờ giờ cũng 15 phút rồi. Mà chưa có chín lắm, tại bữa nay đổ cái sừng chả nó đầy hơn thường bữa. Thì giờ mình hấp thời gian lâu hơn chút. After 15 minutes steaming, my mother put the yolk on the surface of the mixture to make it look nicer, look more yummy. Ồ, chả chín rồi đó các bạn ơi. Ghim chiếc đũa vô nó không có dính chiếc đũa nè. Giống như ghim vô nó không có dính nè. Đó là nó chín rồi, nó khô rang nè. Nó chín rồi đó các bạn. Giờ để tôi tắt lửa rồi để ra, rồi tôi lấy cái này ra xong rồi để lên bếp nướng lại một chút cho. Cái này đã thơm ngon rồi nhưng mà mình nướng lại một chút xíu nữa nó còn thơm nữa đó các bạn. Rồi giờ tôi tắt lửa ha. Bạn ơi, bây giờ nó chả là đã chín rồi là ngon rồi, nhưng mà tôi muốn ngon hơn nữa, thơm hơn nữa, thì bây giờ tôi đang mở lửa nhỏ đó, lửa tim nhỏ đó, tim hâm đó. Cái tôi bỏ cái chả này lên đây tôi nướng lại. Nhưng mà trong lúc các bạn nướng á, thì các bạn xoay vòng vòng giống như mình dời qua, mình dời tới và lui vậy nè, cho nó đừng có khét một chỗ nha các bạn. Thì để cho cái chả không có bị khô khi nướng á, thì mình ấy chút mở vòng vòng. Chút mở vòng vòng cái này đi. Chút xíu mở vòng vòng cái này. Thì đó, để khi mình nướng miếng chả không có bị khô. Nướng lên vậy là còn thơm ngon nữa. Bên đây tôi đang thắn mỡ nè các bạn. Mà cái mỡ này mình thắn vậy đó chứ khi chút mà nó vàng lên rồi đó các bạn đó. Vàng lên rồi cái mỡ mà tóp nó teo lại nó vàng lên rồi đó, thì mình đập 1-2 tép tỏi á, mình thảy vô trong cái chảo mỡ này nha các bạn, cho nó thơm cái mỡ của mình vậy đó. Mặc dù mình không có nấu ăn uống gì hết nhưng mà mình cũng thảy mỡ tỏi vô đây ha, thảy 1-2 tép tỏi cho nó vàng lên cho nó thơm nha các bạn. After we steaming the meal we drew it to make it have the good smell. We also add a little bit oil to make our meal not dry. Trong lúc mình nướng đó các bạn, thì mình cũng xay vòng vòng vậy ha, cho cái ở dưới nó vàng đều, cái lớp ở dưới mình nó thơm, nó không có bị cháy khét cái trứng của mình ha. Chả ngon quá nè, sôi cái mỡ lên á, chín rồi đó. Rồi để cho vàng chút, thơm quá các bạn ơi. Chả đã chín rồi đó các bạn. Thơm quá các bạn ơi. Cái này mình chưng mắm thì mình cũng làm tựa tựa giống vậy nha, mình cũng chừa hai cái trong đỏ xong mình tha lên vậy ha. Còn này là chả, trong này là chả thịt với tôm khô với tôm tươi với bún tàu này kia đó. The dish is finished. It looks very nice. Do you think so? Vậy thôi, mình đã thực hiện cái phần chả chân xong rồi đó các bạn. Xin chào tạm biệt các bạn nha. Hẹn gặp lại những kỳ sau.